Chứ nguyên nhân ấy mà ví dụ mồ hôi ấy, là do cái hệ thống cái thần kinh thực vật, còn chủ yếu ấy, là do thần kinh thực vật ấy, và chủ yếu là do cái thần kinh giao cảm nó kích thích nên những cái cường giao cảm thì nó làm cho cái mồ hôi nặng. Và có những cái trường hợp mồ hôi ấy, nó ra là như bằng ướt cái tay mà để như vậy này, thì mọi người thấy cái nước ấy, nó chảy dài này, như một cái dòng suối trong vậy này. Hoặc là có những cái trường hợp mà nó ra mồ hôi mà chỉ có đầu không, mà có trường hợp nó ra mồ hôi toàn thân, và có những cái trường hợp nó là rối loạn phần mạch, nó ra mồ hôi chỉ có hai cái chân thôi. Ví dụ như trường hợp mà viêm tắc phần mạch thì nó kèm với rối loạn phần mạch thì nó làm cho hai chân ra mồ hôi. Ví dụ như vậy, thành ra là khi mà để mà vừa cái đây là cái hệ thống thần kinh tự động thì nó còn gọi là hệ thống thần kinh automatic, tức là nó ô tô nó tự động. Ví dụ như trong trường hợp ấy, là nó có hai cái hệ đối giao cảm và hệ giao cảm thì một cái bên ví dụ như co đồng tử ức chế tuyến lệ thì một bên thì giãn đồng tử kích thích tuyến lệ và những cái khác cũng vậy. Ví dụ như nhịp tim mình đương đập nhanh của hệ giao cảm thì cái automatic của cái hệ thần kinh đối giao cảm nó làm cho giãn nhịp tim lại, chứ nếu không ấy là mình chết do nhịp tim đập nhanh. Và cũng như ở đây mọi người thấy những cái tăng tiết, ví dụ như co bàng quang co thì ở đây giãn, ở đây giảm vô ruột ruột thì ở đây tăng vô ruột ruột. Và cái điều quan trọng của người ta nói, vì thường thường là khi mình đi bác sĩ có những cái bệnh mà ta khám xét hết tất cả là xét nghiệm rồi là cái thứ không thấy gì hết, làm siêu âm không thấy, thì cuối cùng mọi người sẽ thấy ta hay để cái câu là rối loạn thì cái đường bệnh thì mình biết ngay là họ không chẩn đoán được, họ lấy cái triệu chứng đó. Thật ra là cái chứng là ra mồ hôi tay chân á, từ trước tới nay á thì ai cũng nói là chữa, nhưng mà thực ra là chữa không có hiệu quả ha, chữa không có hiệu quả. Thì ở trong cái thời mà lúc mà tôi còn làm việc á thì là lúc đó đã có cái bắt đầu là ta có cái phần giải phẫu cái hạch giao cảm rồi. Thật ra là những người ra mồ hôi á thì họ lấy là dao để rạch lấy cái hạch giao cảm ra thôi, thì cắt bỏ nó thì nó không ra mồ hôi nữa. Nhưng mà sau này ấy, là ta là tiến bộ hơn, tức là ta mổ nội sâu, nội sâu tức là ta đưa cái luôn cái nội sâu vô để vô hạch giao cảm nhập đốt cho nó chết luôn tại chỗ. Nhưng mà cái chuyện mà tai hại của cái giao cảm sau khi nó không hoạt động nữa thì ta chưa lường được hết. Bây giờ thấy là mồ hôi cái giao cảm nó thường lên vậy thì bây giờ chặn lại bằng cách là khóa lại cái kiểu vậy. Nhưng mà cái cách mà của mình ở đây ấy, thì lại hoàn toàn không có làm như đó, mà mình dùng cái lạnh. Mà tôi nói mọi người cái lạnh là khi mà cái trên cái chỗ mà không gian lạnh á thì mình phải làm sao á là mình giảm tối đa cái độ lạnh á, để khi mà để ngăn lạnh á làm sao cho nó âm được từ 5 tới 6 độ C dưới cho lên tới âm 10 tới 15 độ C. Phải cái độ C mà nó lên khoảng 15 độ C ấy, thì cái tác dụng của cái việc ức chế cái giao cảm đó thì lại sẽ tốt hơn. Cái mục đích của ức chế là gì? Ức chế giao cảm đó là mục đích của mình ấy, là giờ nó đang cường giao cảm thì mình cho cái lạnh vô tự nhiên nó chẳng là liền, nó giảm cái cường kích của cái giao cảm liền. Còn khi nó giảm cái là mồ hôi lập tức sẽ cầm lại ngay. Nhưng mà như tôi nói ấy, là cái lạnh đó phải lạnh được một để đặt vô cái điểm đó. Và chúng ta sẽ xem một cái thứ nhất là ví dụ như cái đối với những cái trường hợp á mà ra mồ hôi tay, thì giờ tôi nói từng cái ra mồ hôi tay thì chúng ta bao giờ cũng vậy là nên chườm nóng cái vùng gan giờ buổi tối, tức là từ 9 giờ đến 11 là mình giờ là mình chườm nóng cái gan. Nhưng mà ban ngày thì mình sẽ chườm lạnh, thì cái điểm mà để chườm lạnh cái cầm cái mồ hôi tay ấy, để mà nghe hạt giao cảm thì em đứng lên đây dùng thầy vẽ luôn vẽ cho đẹp tay. Quê ở đâu? Dạ, Trà Vinh. Trà Vinh, ok. Nào bảo không? Rồi, và như vậy ấy, là nhớ nha, đây là cái núm chú của mình. Thì cái hạt giao cảm nằm đây. Nhưng mà thiệt ra là khi mà chúng ta đặt ấy, đá lạnh ấy, và chúng ta đặt cái đây, chúng ta đặt không có gì sai. Tại vì khi mình đặt đây là mình chiếm hết cái phần này rồi. Thì do đó là mình không có sợ là mình sai. Vì nguyên cục này, mình đặt ở đây là không đúng ông cũng đúng tay. Thì cái hạt giao cảm của cái quản lý cái vùng nách này, một là đâu, là chỗ này, hai là trong nách, cho nên á để cho cầm những mồ hôi này
ta để lên cục và cục này nó kẹp luôn đó. Cho nên là cái đá này mình phải mua để mình làm riêng, chứ không phải là người này gọi là nghe mùa hôi đất. Rồi, cái thứ nhất là mà tôi nói cho mọi người nhớ này ha, khi mà ra mồ hôi thì mọi người chồm cho tôi chồm lạnh ở đây và nó nhưng mà chú ý cái điều này, thí dụ như ta chồm vô và chúng ta thấy cảm thấy mà nó hơi có dấu hiệu bỏng ra, ta ngưng lại đi. Thì ta lấy cái dầu, nếu mà cho tốt á thì cho ok á, an toàn, thì mọi người đi mua cho tôi miếng dầu mục u á, dầu u á, thì ta test sơ qua chút xíu ở đây, ta test sơ trong đất chút này, rồi ta làm dùng cái đá mà thiệt lạnh ta đặt vô đây và đặt trong kia, thì lập tức hai cái mồ hôi tay nó không ra nữa, tại vì mình chặn lại cái giao cảm rồi. Nhưng mà trong khi mà mình làm chặn cái mồ hôi này thì ban đêm mình vẫn chồm nóng cái gan, mục đích làm gì? Mục đích là khi mà mình chồm nóng ở gan, mình chồm lạnh kho đây thì nó làm cho một cái thì nó làm cho điều hòa cái máu huyết mình, một cái thì nó ức chế cái giao cảm. À, thì khi mà một đêm thì làm cho lưu thông máu huyết ngay thì ức chế, thì tới một lúc á thì nó sẽ lần lần nó cân bằng trở lại. Cho đến cái lạnh á thì mình làm một là một ngày làm một lần, rồi hai ngày làm một lần cũng được. Nhưng mà tôi nói chú ý mọi người nghe giọng đó, mình chồm lắm ở đây thì không sao, nhưng mà chồm lạnh thì có gì bỏng. Tại vì á là những cái trường hợp là viêm nóng thọ đau thì không có gì đây, nhưng mà những cái trường hợp mà nó ở đây nó không có viêm mà nó là bị nó kích thích nhiều hơn. Do đó tốt nhất vẫn lấy một miếng dầu mà mũ u mình xoa nhẹ đây, mình đặt đây làm nách, như một cái nữa mình chồm hai cái. Thì như vậy á, là nếu như mà để điều trị á thì chúng ta phải dùng mấy bốn cục, đúng không? Trên đầu hồi tay thì thôi bây giờ mọi người làm sao thì mọi người có thể là mình làm lạnh á, mình làm cái này trước rồi sau đó mình cho làm lạnh lại nữa, mình chồm mấy nách. Còn nếu mình có điều kiện mình chơi luôn bốn cục thì nó sẽ làm cầm cái mồ hôi tay lại, đồng ý chưa? Có ai thắc mắc cái vấn đề không để tôi qua tiếp? Ví dụ mình, quá nếu mà mình không có, mình làm một bên thì đó đỡ bên này. Sao mình không làm như vậy, làm bên này, làm bên này? À, thì tôi tùy, thì ở đâu sao? Mà ý nói là mình không có, có cả bốn cái, mình chữa từng đúng rồi, đúng rồi, mình làm được bên. Đấy, thì nó không hại gì, nhưng mà nó mất thì giờ mình thắc. Chứ còn nếu mình có điều kiện thì nó đỡ mất thì giờ chút xíu. Tại mình làm rồi, thực ra mỗi lần mình làm lạnh vậy, nó mất phải 5-6 giờ đồng hồ nó mới lạnh được. Hiểu không? Có khi mình làm cái đêm thì mình là sáng làm mà làm vậy cái là nó hơi dở chút. Nhưng mà nếu mà tốt nhất á vẫn là bốn cục xong thì mình làm chơi luôn một lần luôn, đồng ý chưa? Ha. Do đó là cái chuyện mà mình làm chống mà làm hạn chế cái đó lại thì khi nó lạnh á là nó co lại liền, nó không hoạt động được mà mạnh mẽ như trước nữa. Thì cứ mỗi lần mình làm vậy thì nó giảm bớt và lần lần nó làm cho cái ngưỡng á là lên cao rồi xuống thấp vậy, thì lần lần tự động nó cân bằng đó lại, chứ còn không phải là mình diệt được hết nó. Diệt được nó là cái nước là dùng nitơ mà lỏng á, rồi dùng tới âm 100 độ C là đốt luôn hay đó thì cái chuyện khác, nổ rồi sau. Còn này mình làm ở trên đây để mình chặn nó lại thôi. À, nhưng mình vẫn chồm nóng cái gan để làm gì? Để cho cái máu nó làm giãn hết mấy con mạch để nó điều chỉnh những cái vùng này, thành ra là khi mà nó cân bằng được thì cái mồ hôi không ra nữa. Cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai á là bây giờ là cái ra mồ hôi, mà ra mồ hôi có người ăn cơm xong người thấy ra mồ hôi trắng này, cứ ra mồ hôi này thôi, không có ra mồ hôi đâu hết. Thì mọi người sẽ để ý là ở đây, đây mọi người thấy nha, đây là cái cơ ức đồn chẩm, cơ ức đồn chẩm đây. À, thì cái nhau cái giữa của ở trên ngay xương hàm lên dưới đây thì cái hạt giao cảm nó nằm ở đây, thành ra là mình sẽ chồm đúng ngay chỗ này. À, đây là cái cương đường chuẩn nè, đây nè, thấy chưa? À, thì cái chỗ hạt giao cảm này mình để đây. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đốt sống cổ á, là cũng là có một cái hạt giao cảm đây, thành ra mình chồm đâu đây một cái, ở đây một cái, còn ở đây ở bên đây thì cũng chồm tương xứng vậy ha, tức là hai bên cái cương đầu chuẩn và cái chính giữa cuộc sống sống cổ, thì mình chồm vậy thì nó sẽ không ra một hội đầu nữa. Ok nha em. Rồi đó là một hội đầu, tức là cái cương đầu chè chuẩn và cái đốt từ C1 tới C7, thấy chưa? Rồi bây giờ tới cái chuyện một hội toàn thân, thì một hội toàn thân á thì mình sẽ chồm ở đây á là nói là nóng dùng gan và chồm lạnh dùng D1 tới D12. Mọi người như thế này, từ ở đây lên đây gọi là C1 tới C7, rồi ở đây từ D1 tới D12 theo dọc cái này,
thì như vậy mình sẽ cho làm lạnh theo, thành ra để 4 năm cục chườm lạnh theo cuộc sống lưng như này thì nó sẽ chặn cái hạt giao cảm của cuộc sống lưng, thì nó sẽ không làm cho ra mổ tạo thành. Nắm được chưa? Ok chưa? Cũng đơn giản nếu mà mọi người nhìn là biết liền. Rồi bây giờ còn mùa hai chân thì chúng ta biết là cái chi phối của hai chân mình là từ cái L4, L5 và X1, X3, X1, L5, L5, X1, rồi X1, X2 thì nó nằm ngay cái khu này thôi. Thì những người ra mồ hôi thì mình đúc cái đá lạnh ở đây thì nó sẽ không làm cho ra mồ hôi chân nữa, vì cái hàm giao cảm nó nằm ở chỗ này. Rồi cảm ơn chú. Ok. Mình chưa nói lại cho mình hai bao nhiêu lâu rồi? Hả? Trường thời gian bao nhiêu cục thôi. Trường hai cục thôi. Nhưng trường thời gian bao nhiêu lâu? Không, không có thời gian. Tại vì cái cục đá nó lạnh tới đó, anh cứ muốn làm hơn cũng không được. Cái đá nóng thì còn để 2 giờ tới 2 giờ. Nhưng mà đá lạnh á, thì hết cái cục lạnh là được rồi. Thành ra là anh để hết cái lạnh thôi. Ừ, chứ còn mình không làm hơn được nữa.